Ừ. Mẹ. Mẹ nó đẻ lần này là lần thứ mấy nhỉ? Đó. 10 lần thì 10 lần đẻ nhỉ? Con này 10 lần sao? Hơn nhỉ? Một năm hai lứa thì... Không, đợt này sao năm hai lứa vậy chứ ạ? Còn bị cái gì đó thì chỉ có năm một lứa, chắc con này phải... Chắc ăn gì nó hơi thở, hơi mệt. Chưa rửa mặt, chưa tắm gội. Kiên mà, chưa tắm được. Chúc mừng nha, hơi mệt tí nha. Chị ăn được mấy đâu? Nó sữa. Đưa nó, để cho ở trong cái hộp này yên tâm này, an toàn. Ừ. Đau. Đau của bác không nhớ. Bác tìm nhớ. Ừ. Con còn đẹp mặt rồi. Đây con đẹp mặt đang tìm nên để cho nó tìm nhé. Ừ. Tìm. Có thể con này. Mày quá. Đấy. Ừ. Anh biết anh ngồi cho bụng nó ra cơ. Đây không về là con này nó chết này. Sẽ bốc mùi. À, hôm nay lại mắt nó mở to hơn một tí này. Chào mừng đến với cái thế giới của con người này nhé. Nơi khủng khiếp này đấy. Nơi con người này phải rất cẩn thận nha. Ôi nằm nó sồng lắm mẹ nó. Ở trong nhà này thì sẽ được bảo vệ. Nghe nói chưa? Nhưng mà kia là khủng khiếp lắm. Mắt càng tươi mắt càng tươi. Cái hộp này nó cao, nó yên tâm. Nó không bò đi. Cái này bước ăn mà. Nó bò được cầu thang. Không như con mẹ khô này. Không khổng chết. Ăn chịu ăn thì mới gọn. Mới gọn con, mới gọn người để cứu con nó chứ. Vâng. Đấy, đánh, 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 đán